Xin chào bà con nông dân và các bạn đang đến với tin nhanh banner của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Bản tin hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Một số ngành hàng sản phẩm nông nghiệp được khuyến khích ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ. Hàm Tân phát triển thanh long ruột đỏ, tư vấn phòng trừ bệnh teo tóc cành trên thanh long. Và bây giờ là nội dung chi tiết, mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà con và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt các ngành hàng sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo quyết định trên, các ngành hàng sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm ngành hàng sản phẩm thanh long, ngành hàng sản phẩm lúa, gạo, ngành hàng sản phẩm điều, ngành hàng sản phẩm rau các loại, rau ăn lá, củ quả, ngành hàng sản phẩm chăn nuôi bò, ngành hàng sản phẩm chế biến thủy sản. Mục đích sự hỗ trợ này nhằm giúp người nông dân tiếp cận được nguồn vốn, từ đó đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới mục tiêu an toàn và tạo sự liên kết chuỗi từ sản xuất cho đến tiêu thụ. Hiện nay, tổng diện tích cây thanh long của huyện Hàm Tân là hơn 1.000 hecta, trong đó có khoảng 200 hecta thanh long ruột đỏ. Theo quy hoạch trồng thanh long của huyện Hàm Tân đến năm 2020 sẽ phát triển 1.000 hecta. Đến thời điểm này, con số trên đã tăng hơn 1.000 hecta. Ở đây, người trồng đã bắt đầu hình thành những vườn thanh long ruột đỏ với diện tích lớn ở sông Phan, Tân Nghĩa. Nguyên nhân là do ở những khu vực này thanh long ruột đỏ phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng và giá cao hơn. Theo các nhà chuyên môn, để cây thanh long bền vững cũng như không chạy theo phong trào dẫn đến tình trạng được mua mất giá, bà con nên tăng cường áp dụng các quy trình chăm sóc thanh long theo hướng việt ghép. Địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến người dân không nên mở rộng thêm diện tích cây thanh long mà chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ an toàn. Thưa quý vị, đối với người trồng thanh long, bệnh teo tóc cành luôn là nỗi lo của bà con. Tuy nhiên, để nhận biết nguyên nhân và cách phòng bệnh thì không phải người trồng nào cũng nắm rõ. Để giúp cho bà con nhận biết và phòng trị đúng cách bệnh teo tóc cành, sau đây tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, phó bộ môn bệnh cây và miễn dịch thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tư vấn về loại bệnh này. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Với bệnh thối rễ tóc cành thì cái triệu chứng mà dễ nhận thấy nó nhất đó chính là cành thanh long bị tóp, khô lại và nếu mà để lâu thì có thể là bị khe héo và chết cành. Về phần rễ thì chúng ta sẽ thấy là hệ rễ bị tổn thương và không nhìn thấy cái rễ tơ và toàn bộ cái hệ rễ là bị héo. Và thông thường thì khi cái hiện tượng này xuất hiện tại Bình Thuận từ năm 2016 nhưng mà phát triển ngay trên diện rộng với cái quy mô là trên 100 hecta và lúc đấy thì người nông dân rất là hoang mang vì lúc đấy đang phải đối mặt với đốm nâu mà lại thấy cái hiện tượng thối rễ chết cành này có khi lại còn nặng hơn và một số bà con nó nói là tôi còn sợ cái này hơn cả bệnh đốm nâu ấy. Nhưng tuy nhiên thì lúc đấy thì Viện Bảo vệ Thực vật cũng đã có mặt và cũng xác định được nguyên nhân. Khi mà phân tích mẫu thì thấy rằng là trên cái vùng rễ cũng như là cái vùng đất ở xung quanh rễ đấy xuất hiện rất là nhiều các loại nấm mà tồn tại trong đất, tất nhiên là nó phổ biến trên rất nhiều loại cây trồng như là hồ tiêu hay là các cam quýt như là nấm Phytophthora, Fusarium hay là tuyến trùng. Sau đó thì có quá trình theo dõi những cái vườn mà bị như vậy thì đa số là thứ nhất là khai thác nhiều và thứ hai nữa là bón phân quá nhiều, bởi vì cái tâm lý chung của người nông dân là họ cũng hiểu rằng là khi cây cho quả nhiều thì mình sẽ cho ăn nhiều hơn. Thế nhưng đổi lại là khi mà cái phân đó chúng ta bón với một cái lượng quá lớn thì toàn bộ cái hệ rễ tơ mà nó, rễ tơ của cây thanh long ấy nó thường là nó ăn ở trên bề mặt và nếu mình sử dụng cái hàm lượng phân bón nó quá cao thì nó cũng có thể là gây cái hiện tượng là cháy cái rễ non và khi có tổn thương ở vùng rễ thì cái nấm nó dễ dàng xâm nhập. Tất nhiên là cái phần bón phân chỉ là một phần, ngoài ra các biện pháp canh tác khác chúng ta cũng gây cái tổn thương ở vùng rễ và dẫn đến cái việc là cái nấm mà đang tồn tại trong đất đang sống chung và nó có điều kiện xâm nhập vào cái vùng rễ của chúng ta nhanh hơn và nó phát sinh gây hại dẫn đến cái hiện tượng là héo cây, héo toàn cây như vậy. Cái biện pháp phòng thì thường là nó sẽ phát sinh, phát triển vào mùa mưa, nhưng biểu hiện triệu chứng vào mùa khô. Thế cho nên là chúng ta cần phải phòng cái bệnh này ở vào thời điểm trước và cuối mùa mưa. Nếu trường hợp mà cây bị bệnh, thì chúng ta, nếu bị bệnh nặng, thì chúng ta cần nhổ bỏ, rắc vôi.
và từ từ hẵng trồng lại. Còn nếu cây mà ở cái mức độ mà phòng chữa được thì bà con cắt bớt cành, ngừng khai thác, cắt bớt cành để giảm cái áp lực về việc là phải nuôi cây, dinh dưỡng nuôi cây. Và sau đó thì vì cái nấm này nó luôn tồn tại ở vùng rễ và nó ở cái ngưỡng có thể gây hại cho cây rồi. Do vậy là chúng ta sử dụng một số hoạt chất như là metalaxin, như là dimetomor hoặc là đồng và acid phosphorus chúng ta phun ở vùng rễ. Khi mà nếu như mà rễ đó bị các nốt sưng của tuyến trùng thì chúng ta có thể bổ sung một số hoạt chất abamectin để trừ tuyến trùng. Và khi xử lý thuốc 7 đến 10 ngày thì chúng ta có thể bổ sung thêm cho cây phân bón lá hoặc các sản phẩm nuôi rễ hoặc là dưỡng cây giúp cho cây hồi phục. Và sau đó thì chúng ta quay trở lại cái việc là sử dụng một số các chế phẩm sinh học ở các vụ sau. Tất nhiên là lúc đấy là cây bị bệnh rồi thì chúng ta phải chữa bệnh đã. Thế còn những cái biện pháp phòng, với biện pháp phòng thì chúng ta nên quan tâm vào thời điểm trước và cuối mùa mưa. Tin nhanh VN hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.